Vào lúc 1 giờ sáng ngày 9 tháng 4, Công an huyện Yên Định, thành phố tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 20 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà của Nguyễn Văn Sinh ở thôn Nam Thạch, xã Yên Trung, thu giữ hơn 800 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng. Qua điều tra ban đầu, đây là nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, gồm các đối tượng ở tỉnh Ninh Bình và một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều đối tượng đã có tiền án tiền sự với tội đánh bạc và các tội khác. Trong lúc vây bắt, có hàng chục đối tượng trên hơn 20 xe ô tô tập trung bên ngoài gây sức ép với lực lượng công an nhằm tẩu thoát. Hiện Công an huyện Yên Định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.